Chị còn mấy ngày nữa, chị còn mấy lượt nữa. Đúng rồi, giờ tới Noel em mới có khuyến mãi lại. Đúng rồi, khách em hay vào chỗ đó là nhớ hết chương trình khuyến mãi em luôn á. Tại vì em ít khuyến mãi lắm. Năm xài hai gói. Chuẩn rồi. Chưa, mùa gần Tết này chị bạn mới đông. Dạ chị. Chồng nuôi chị bạn giờ lo gì nữa. Nhà thì có ở đây rồi, giờ chỉ kiếm tiền tắt ten thôi chị hả, tiền nhiều càng tốt. Nhưng mà chợ trên đó em nghe nó vắng mà chị. Vậy chứ cái chợ của chị trên đó nó còn đỡ nha. Em nói thiệt nha, cái chợ Hiệp Thành ở dưới đây á, bán không được luôn á, buồn lắm. Dạ? Không á, bậy á, bán không được đâu. Khách của em trả sạp nhiều lắm. Dạ. Mà được dân Hóc Môn chịu chơi, Hóc Môn có điều kiện. Thương sao ra là cũng dạng là cũng nhát đau mà chịu cho làm vậy là giỏi lắm. Mà cái này dễ chịu hơn mấy bữa trước nhiều rồi. Em mụn sâu em khui hết rồi đó. Tuần trước em còn khui mụn sâu rồi còn viêm ú la la. Sầu riêng ăn hên xui lắm. Mà ghiền lắm chị không? Em ghiền sầu riêng lắm. Chị có thích ăn sầu riêng không? Thích mà đều. Thà chị không, chị không ăn nha. Chị ăn là chị thèm hoài luôn à. Càng ăn càng ghiền. Đúng rồi, mụn có. Với lại cơ địa đây mụn có sẵn đó nè. Cho hồi ăn sầu riêng là trúng mánh luôn á.
Mùa này ít hết ngon rồi. Hết mùa rồi. Chị muốn học lớp cắm hoa phải không? Mà không biết đâu nó học nè. Lớp cắm hoa chị vô nhẹ quá. Muốn học hoa cắm gia đình thôi chứ không phải là học mở tiệm mở đồ hết đó. Học có lớp cắm hoa mà. Tâm học văn hóa hả? Dạ. Nó có dạy hả? Có chị. Còn mấy chị gõ lên Facebook ấy, nhiều lắm á. Chị gõ mình thấy nó nằm ở xa xa không? Đúng rồi. Em kể mấy chị đừng cười em chứ em cũng lên mạng em kiếm cái lớp học nhảy nhảy hiện đại á, không khóa nhảy ghê á. Em kiếm cái khóa học nhảy mà không có chắc không là nhiều cái nó là ở xa không gần nhất là Gò Vấp là gần dữ lắm nè. Rồi, thả lắm thôi, giùm em lấy mấy cái mùi xác đi. Đó là tập mấy thôi, chừng khi nào sóng gió đổ với thay đổ rồi không có tiền không tập. Đó là ngày nào cũng tập cái gì. Hàng ngày, nhưng mà đợt này cô giáo học năm cao lên thành ra thứ bảy. Cô giáo nghỉ nên là học thứ hai đến thứ sáu. Thứ nhật là mình thấy đó. Thứ nhật là cô giáo đưa ra nhưng mà... Tập gì chị bạn? Em môn đưa ra, bé nó hỏi còn học không? Sóng gió hay là không có tiền có bỏ con nhân ta chứ nó học rồi thì ăn học cái từ già khỏe khỏe cũng vui đúng không ngủ ngon thể dục bộ môn thể dục nào ngủ ngon đó chị tập